Xét về ngoại hình, Lưu Học Nghĩa không hề thua kém bất cứ nam thần màn ảnh nào. Còn về diễn xuất, anh chàng có thể khiến người xem dễ dàng đồng cảm với ánh mắt và biểu cảm có hồn của mình. Thế nhưng phải mất hết 10 năm khi Lưu Ly Mỹ Nhân Sát lên sóng và tạo được tiếng vang lớn, cái tên Lưu Học Nghĩa mới trở nên nổi tiếng hơn nhờ vai phản diện hạo thần Bách Lân Đế Quân. Vậy thì lý do vì sao anh chàng vẫn mãi loay hoay với những vai nam phụ, chưa thể có được một vai chính để đời nào trong sự nghiệp? Thực tế, Lưu Học Nghĩa không phải là một diễn viên mới vào nghề trong thời gian gần đây. Trước khi tốt nghiệp khoa diễn xuất của Học viện Hí kịch Trung ương, Lưu Học Nghĩa đã chính thức xuất đạo với hai bộ phim điện ảnh đầu tiên trong năm 2011. Đến nay, Lưu Học Nghĩa đã có gần 10 năm lăn lộn trong nghề với số lượng phim ảnh không phải dạng vừa. Dù hoạt động chăm chỉ là vậy, nhưng anh vẫn chỉ được khán giả biết đến qua những vai diễn làm nền, thậm chí còn là vai phản diện. Nhiều người cũng bày tỏ thắc mắc rằng tại sao một người tài sắc vẹn toàn như Lưu Học Nghĩa đến bây giờ vẫn chưa có được một vai chính chất lượng nào. Tuy nhiên, chính những vai phụ này đã góp phần đưa tên tuổi của Lưu Học Nghĩa đến gần hơn với khán giả. Sự nghiệp diễn xuất và những bộ phim của Lưu Học Nghĩa. Từ khi còn nhỏ, Lưu Học Nghĩa đã rời quê nhà Thanh Đảo, một mình đến Bắc Kinh để học múa. Sau 5 năm, Lưu Học Nghĩa bắt đầu đi biểu diễn và dần bước chân vào con đường diễn xuất. Nhờ ngoại hình nổi bật, nên ngay khi mới theo học tại Học viện Hí kịch Trung ương, Lưu Học Nghĩa đã có cơ hội tham gia diễn xuất trong bộ phim đầu tay mang tên Hồ Điệp Ma Chú. Sau đó, anh tiếp tục đảm nhiệm vai phụ Long Trấn Bang trong bộ phim điện ảnh Nữ Nhân Liên Tâm. Cả hai bộ phim cùng ra mắt khán giả vào năm 2011, chính thức mở đường cho sự nghiệp diễn xuất của Lưu Học Nghĩa. Năm 2013, Lưu Học Nghĩa tiếp tục có vai diễn tiếp theo trong bộ phim cổ trang Thượng Quan Uyển Nhi. Năm 2014, Lưu Học Nghĩa tốt nghiệp khoa diễn xuất thuộc Học viện Hí kịch Trung ương, đồng thời tham gia bộ phim truyền hình Sơ Luyến Nữ Hữu Câu Lạc Bộ. Một năm sau, anh đảm nhiệm một vai phụ trong phim truyền hình cổ trang Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ, hợp tác cùng bộ đôi diễn viên Cảnh Điểm, Nhiếp Viễn. Tháng 1 năm 2016, bộ phim điện ảnh Ice Beauty, Vẻ Đẹp Băng Giá với sự tham gia của Lưu Học Nghĩa chính thức ra mắt khán giả. Đây là bộ phim lấy đề tài về tình yêu nhưng xen lẫn các yếu tố phiêu lưu viễn tưởng do Vladimir Menzov làm đạo diễn cùng các diễn viên thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Trong phim, Lưu Học Nghĩa đảm nhận vai Trương Mộng Sinh, người yêu thời niên thiếu của nữ chính Galia. Tuy nhiên, các phân cảnh của Lưu Học Nghĩa trong phim gần như đều được quay từ phía sau, nên đã không để lại được nhiều ấn tượng với công chúng. Cho đến tháng 7 cùng năm, khi bộ phim Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Thanh Vân Chí chính thức lên sóng, tên tuổi của Lưu Học Nghĩa mới bắt đầu được công chúng biết đến. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên như Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Nhậm Gia Luân, Thành Nghị, Tần Tuấn Kiệt. Trong phim, anh vào vai Tiêu Giật Tài, đại sư huynh trong nhóm đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân Môn. Với tạo hình bắt mắt cùng tính cách trưởng thành sâu sắc của một vị đại sư huynh, Lưu Học Nghĩa nhanh chóng chiếm được cảm tình của các khán giả xem phim. Tuy nhiên, đây cũng là vai phản diện đầu tiên mà Lưu Học Nghĩa đảm nhận. Vai diễn này giúp Lưu Học Nghĩa để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng công chúng cho đến tận sau này. Ngoài ra thì trong năm 2016, bộ phim Tuổi Thơ Ngây Của Chúng Ta mà Lưu Học Nghĩa tham gia ghi hình từ năm 2014 cũng đã được ra mắt khán giả. Tháng 6 năm 2017, Lưu Học Nghĩa cùng với Dương Tử, Tần Tuấn Kiệt tham gia trong bộ phim truyền hình cổ trang Long Châu Truyền Kỳ. Tuy nhiên, do vai diễn của anh trong phim khá ít đất nên không tạo được tiếng vang với công chúng. Đến tháng 8 năm 2018, sự nghiệp của Lưu Học Nghĩa chính thức có bước tiến mới khi anh được hợp tác cùng Dương Tử trong phim cổ trang Tiên Hiệp, Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết. Đặc biệt, cũng nhờ bộ phim này mà lượng người hâm mộ và yêu quý Lưu Học Nghĩa cũng tăng lên vô cùng đáng kể. Trong phim, anh vào vai yêu đế Trảm Hoang, người có thân phận là Kỳ Lân Ngũ Sắc, nhưng vì mệnh cách mà bị đẩy xuống hạ giới. Ôm mối hận trong lòng, Trảm Hoang luôn tìm đủ mọi cách để báo thù Dự Vương. Nhưng sau đó anh có cơ duyên gặp gỡ và đem lòng yêu mến Bạch Yêu Yêu Dương Tử. Thế nhưng trái tim cô lúc này đã dành trọn cho Hứa Tuyên. Dù mối nhân duyên với Bạch Yêu Yêu không thể thành, nhưng Trảm Hoang vẫn nguyện từ bỏ hận thù, khắc cốt ghi tâm mối tình và tự bóp nát Linh Châu, khiến khán giả không ngừng thương cảm. Với dấu ấn quá sâu sắc từ vai phản diện yêu đế trong Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết, Lưu Học Nghĩa nhanh chóng nhận được lời mời đảm nhiệm vai chính trong bộ phim điện ảnh Thiên Kê Chi Thiên Đế Truyền Thuyết. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Thiên Đế, Lưu Học Nghĩa thủ vai vì quá chán ghét cuộc sống nơi thiên cung nên đã tìm cách xuống trần gian du ngoạn. Tuy nhiên, ngay khi vừa xuống trần, Thiên Đế đã bị một đám người truy đuổi, sau đó còn bị phạt tiền và phải quét dọn các đền thờ. Vì mất hết phép thuật nên người phải nhờ đến hai con thanh xà và bạch xà để trở về thiên giới.
Thế nhưng lúc này, thiên hạ đã xảy ra tai họa bởi chính sự rụt rè, sợ hãi của thiên đế trước đó. Người hiểu rằng mình phải ra dáng chúa tể tam giới và chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình. Trước đó, người hâm mộ vẫn còn thương cảm cho một yêu đế độc ác nhưng lại rất mực si tình. Thế nhưng ngay sau đó, Lưu Học Nghĩa đã mang đến hình ảnh hoàn toàn khác khi vào vai thiên đế ngốc nghếch hài hước, nhưng về sau lại trở nên can đảm hào hùng. Có thể thấy anh chàng là một diễn viên có thể mang đến nhiều màu sắc khác nhau, không hề đóng khung bản thân trong bất cứ một vai diễn nào. Ngoài ra thì trong năm 2019, Lưu Học Nghĩa cũng tham gia vai phụ giải Vũ Thần trong bộ phim truyền hình Đạo Mộ Bút Ký 2, Nộ Hải Tiềm Sa. Phim còn có sự tham gia của các diễn viên khác như Thành Nghị, Hầu Minh Hạo, Lý Mạn. Sau nhiều vai phụ mờ nhạt, cuối cùng Lưu Học Nghĩa cũng nhận được một chút ưu ái trong phim cổ trang chuyển thể Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Theo đó anh vẫn đảm nhận vai phụ nhưng được đứng phiên 3 trong danh sách diễn viên, chỉ sau hai diễn viên chính là Thành Nghị và Viên Băng Nghiên. Bên cạnh đó, vai diễn của Lưu Học Nghĩa cũng có tác động rất lớn đến chuyện tình của Tư Phượng, Thành Nghị và Chử Toàn Cơ, Viên Băng Nghiên nên thường xuyên gây ức chế cho khán giả, từ đó độ thỏa thuận cũng ngày càng tăng cao. Cụ thể, ban đầu Lưu Học Nghĩa có thân phận là Bách Lân Đế Quân, người chấp trưởng Đông Phương Thiên Giới. Sau này khi hạ phàm, người trở thành Hạo Thần, đệ tử ưu tú nhất của Thiếu Dương Phái, cũng là người được Chử Toàn Cơ tôn trọng yêu quý. Lợi dụng hình tượng nam nhân ôn nhu ấm áp mà Bách Lân Đế Quân đã xây dựng cho mình, Hạo Thần đã luôn tìm cách tẩy não Chử Toàn Cơ để cô làm tổn thương người yêu dưới danh nghĩa vì tam giới. Cũng chính vì tính cách lươn lẹo, năm lần bảy lượt phá hoại hạnh phúc người khác mà nhân vật Hạo Thần của Lưu Học Nghĩa được khán giả đặt cho hàng loạt biệt danh như Hạo Trà Xanh, Hạo Mát Cha, Sạo Thần. Cùng với đó, tên tuổi của anh cũng được nhắc đến ở khắp mọi nơi trong những cuộc bàn luận về bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Tuy nhiên, các bộ phim vẫn thường có câu không sợ phản diện xấu, chỉ sợ phản diện quá đẹp trai. Chính vì vậy, điều khiến khán giả đau đầu nhất chính là việc Lưu Học Nghĩa vào vai phản diện nhưng lại có ngoại hình quá tuấn tú. Điều này càng giúp anh tăng thêm mị lực, khiến người xem không thể rời mắt. Sau Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, người hâm mộ sẽ có cơ hội gặp lại Hạo Thần Lưu Học Nghĩa trong phim mới Thanh Lạc. Đặc biệt trong bộ phim này, anh sẽ chính thức thoát kiếp nam phụ với vai chính đầu tiên trong một bộ phim truyền hình. Thanh Lạc là bộ phim ngôn tình cổ trang sủng ngọt, xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào hài hước của Ngọc Thanh Lạc, Vương Tử Vi và Dạ Tu Độc Lưu Học Nghĩa. Theo đó, Ngọc Thanh Lạc vốn là thiên tài y học, sau khi một mình sinh ra con trai Nam Nam đã trở thành quỷ y nổi tiếng thế gian. Trong quá trình tìm cha cho con trai, nàng đã vô tình gặp được Dạ Tu Độc, hoàng tử của Phong Thương Quốc. Trước sự sủng ái và bảo vệ vô điều kiện của Dạ Tu Độc, Ngọc Thanh Lạc dần dần đắm chìm trong tình yêu. Về sau, cô cũng phát hiện ra Dạ Tu Độc cũng chính là cha ruột của Nam Nam, từ đó gia đình ba người xưng bá Sơn Lâm nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Bên cạnh nhan sắc và khả năng diễn xuất, một yếu tố khác khiến khán giả không thể ghét Lưu Học Nghĩa, dù anh đóng vai phản diện chính, là bởi vì tính cách hài hước. Nếu như trên phim, Lưu Học Nghĩa thường xuyên vào những vai mưu mô, lươn lẹo, lật mặt chớp nhoáng, thì ở ngoài đời, anh chàng lại là người rất thích tấu hài, thường xuyên mang đến tiếng cười cho mọi người. Thậm chí, độ lầy của anh còn từng khiến cho đạo diễn Doãn Đào của phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát phải lên tiếng hăm dọa. Tôi bảo cậu ấy đóng vai phản diện khiến mọi người phải căm ghét, thế mà lúc quay phim cậu ấy toàn làm mấy chuyện hài hước, khiến tôi ngày nào cũng phải nhìn người có hai nhân cách nhảy nhót trước mặt, thật sự không chịu nổi. Không chỉ mang đến nhiều câu chuyện hài hước khác nhau để giúp các nhân viên quên đi mệt mỏi, Lưu Học Nghĩa còn rất chăm tương tác với fan trên mạng xã hội. Thậm chí anh còn thường xuyên bêu xấu chính mình bằng loạt ảnh chế hoặc những biểu cảm hài hước khiến người hâm mộ không nói lên lời.